chương trình phía ngoại của mùa Giáng sinh năm 2019 nha mọi người. Tối ngày 7 tháng 12 vừa qua thì GB đã ra mắt đại sứ thương hiệu Bua, đó chính là ca sĩ Hari Won vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, món quà đầu tiên mà GB muốn gửi tặng đến tất cả mọi người đó chính là tinh chất keo âm Bua này đây. Khi mà các bạn mua một tinh chất keo âm một hộp có 10 ống như thế này á thì các bạn có thể nhận được một trong hai phần quà. Phần quà thứ nhất đó chính là một hộp mặt nạ luôn nha mọi người, một hộp mặt nạ kim cương chứ không phải là một miếng như trên đang cầm đâu, mà là một hộp, trị giá của nó là 1.990.000. Còn quà tặng thứ hai, được tặng một trong hai nha mọi người, thì có thể mọi người sẽ được tặng là cái máy điện di này, giá trị của nó cũng là 1.990.000, toàn là những combo xịn sò của thương hiệu Bua thôi. Cái này mà mấy cái này mà kết hợp với nhau là tuyệt vời nha mọi người. Sản phẩm thứ hai cũng là sản phẩm đến từ thương hiệu Bua, đó chính là gel rửa mặt tế bào gốc với giá là 1.890.000. Khi mua một chai gel rửa mặt tế bào gốc này á thì các bạn sẽ được tặng một cái khăn tẩy trang với giá là 990.000 từ thương hiệu Muse. Đó, đây là hai cặp đôi tẩy trang siêu tốc, siêu nhanh và siêu tốt nha mọi người. Các bạn có thể dùng khăn tẩy trang này tẩy trang lau sạch các lớp trang điểm ở trên mặt, xong sau đó dùng gel rửa mặt này thì sẽ giúp cho các bạn làn da của các bạn sạch sẽ một cách rất là hoàn hảo nha. Tiếp theo là một bộ đôi siêu phẩm Beauty Plus viên uống trắng da và viên uống ngọc nhũ nương. Nếu các bạn mua 3 hộp Beauty Plus hoặc là 3 hộp ngọc nhũ nương với giá là 3.870.000 thì các bạn sẽ được tặng 2 hộp sữa ông chúa này đây. Đó, viên uống sữa ông chúa này đây với giá là 1.380.000. Đó, Trinh xin nhắc lại là mình được tặng 2 hũ nha các bạn. Viên uống sữa ông chúa này rất là tốt và đây cũng là bí quyết của Trinh đó. Nhiều người hỏi Trinh tại sao mà cứ trẻ đẹp hoài thì đây là bí quyết của Trinh đây. Thuốc này giống như là một cái thuốc được mệnh danh là giống như là cải lão hoàng đồng vậy đó. Trong một cái hộp này thì nó có đến gần 100 viên. Tiếp theo là một siêu phẩm của em Huyền, đó chính là collagen tươi thảo mộc Strong. Đây là một sản phẩm Trinh uống mỗi ngày luôn á các bạn, mà Trinh được em Huyền tài trợ cho Trinh suốt đời luôn nên là yêu lắm. Một chai như thế này thì có giá là 850.000, nhưng nếu mà các bạn mua nguyên một set 9 chai á thì giá là 5.990.000. Tại giá Trinh không nhớ nên Trinh phải ghi cái tờ giá cái bên. Nếu mà tính ra thì hơn khoảng 600.000 một chai đó các bạn. Như vậy là các bạn mua một thùng 9 chai mà mình còn được tặng thêm một chai nữa là rất là lời. Sản phẩm này Trinh rất là thích và rất là yêu em ấy luôn á. Và đặc biệt nha, nếu như các bạn mua 2 set tức là 18 chai thì các bạn sẽ được tặng thêm 3 chai lẻ Estron nữa. Tính ra thì khoảng hơn 500.000 một chai. Trinh thấy là mua cái combo này là lợi nhất và rẻ nhất luôn đó các bạn. Còn đây chính là bộ đôi giúp cho Trinh luôn giữ được vòng eo 56, đó chính là bộ đôi cớm mầm Hot Slim. Khi mà các bạn mua một hộp cớm Hot Slim như thế này với giá là 950.000 thì các bạn sẽ được tặng thêm một hộp tương tự, tức có nghĩa là mua một tặng một, khủng chưa? Tiếp đến nữa là một sản phẩm luôn đi kèm với cớm Hot Slim, đó chính là mầm ngũ cốc này đây, với giá là 590.000. Nếu như các bạn mua một hũ thì cũng sẽ được tặng một hũ, mua một tặng một á. Nếu như Tết này các bạn không muốn bị tâm cân và cơ thể luôn được thánh thót nhẹ nhàng á thì các bạn nên sắm ngay cặp đôi cớm mầm Hot Slim này nha, để cơ thể của mình luôn được detox sau những cái bữa ăn nào là bánh chưng, bánh dày, thịt mỡ. Đó, đang có chương trình khuyến mãi cực hot, cực lớn nên là các bạn tranh thủ nha. Rồi, tiếp theo là một sản phẩm mà Trinh vừa mới up trên Facebook đó, mọi người hỏi quá trời luôn. Đó chính là bộ đôi tinh chất rửa vệ sinh Xuân Hồng. Vệ sinh Xuân Hồng 120ml nè, rồi vệ sinh Xuân Hồng Luxury 250ml. Khi mà các bạn mua tinh chất rửa vệ sinh tạo bọt Luxury này á với giá là 390.000 thì các bạn sẽ được tặng tinh chất rửa vệ sinh 360.000, có nghĩa là mua một mà được tặng thành hai, rất là lời luôn. Nếu mà nói về tác dụng của em này thì Trinh có livestream về em này rồi, các bạn có thể coi lại phần video của Trinh nha. Và một tên gọi khác của em nó rất là đáng yêu, đó chính là Bùa Yêu. Đó, nãy giờ coi làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, trời ơi, 6 combo luôn. Mà Trinh thấy combo nào cũng lợi, cũng rẻ nếu như mà các bạn mua trong cái thời gian này. Nên là Trinh đã nói là đây là một chương trình khuyến mãi lớn nhân dịp đón Giáng sinh. Thì nó sẽ kéo dài đến 31 tháng 12 năm 2019. Các bạn nên tranh thủ nha, Trinh thấy là rất là lợi luôn á. Mà không tranh thủ mua ngay trong cái tháng Giáng sinh này thì rất là phí. Các bạn nhớ mua nha, còn bây giờ đi, cho tạm biết mọi người.